trung tâm bộ Fibertech, đó là bộ 8.300 cả đêm. Thì với những cái còi này á, như là thì nó ép được tất cả những bộ hoạt động của Fibertech cũng như là ca sinh. Đấy, thì ở đây mình có chuẩn bị, ở đây là bộ Fibertech nè. Đây là bộ Fibertech 8.300 cỡ tem. Đấy. Rồi ở đây thì mình có chuẩn bị đây hai cái còi, đây là một cái còi nhỏ là còi 70A. Và cái còi lớn là cái còi 70B dưới đây. Đó. Thì khách hàng khi mà mua cái hóa độc này về, với mua cái còi về thì rất là lay hoay, nhìn là không biết ủa làm sao mà để lắp cái còi này vào trong cái trung tâm. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video, mình sẽ chia sẻ lại lắp đặt cái còi này vào trung tâm ha. Mình sẽ mở hàng mấy cái sản phẩm này ra. Rồi mình sẽ đây. Rồi đây là bộ 8.300 gửi em. Thì mình sẽ không giới thiệu cái phụ kiện của 8.300 nữa, mà mình sẽ mở để mình ép thiết bị vô luôn nha. Rồi đây là cái còi nhỏ 70A. Các chị cũng biết là mỗi một trung tâm báo động á, thì là chỉ ép được một cái còi duy nhất thôi. Vì trên một cái còi nó sẽ có một cái mã code, nó bao gồm là đâu 2, 4, 6, 8 ha. Trên một cái còi thì nó sẽ có mã code rồi mà 8 số. Đấy, bây giờ cái bộ báo động này nó ép cái còi nhỏ này rồi. Thì bây giờ vấn đề đặt ra là khách hàng nói là Minh ơi, bây giờ cái bộ báo động này nó hú rồi, anh thấy được rồi đó, nhưng mà bây giờ cái âm lượng nó vẫn còn nhỏ quá, bây giờ anh muốn ép thêm một cái còi nữa cho nó hú lớn hơn nữa để xua đuổi được cái trộm ha. Thì giờ làm sao mà bây giờ bộ báo động thì chỉ ép được có một cái còi thôi. Thì vấn đề đặt ra như vậy, thì trước tiên thì chúng ta sẽ thấy được cái mặt trên đây mã còi của nó, của cái thứ nhất là đây như thế này. Thì sau đó chúng ta sẽ xét lại cái code trên cái còi thứ hai. Và cái vấn đề xét code thì chỉ có bộ 70B mới làm được cái xét code thôi. Thành ra chúng ta sẽ xét cái code của cái này vào trong đây, rồi sau đó chúng ta sẽ kết nối được. Đây là cái còi 70B là còi mặt trời đúng không? Mặt còi lớn. Đó, đó, đó. Còi này rất là lớn luôn nha. Bự ghê. Đó. Vâng, đây là cái còi 70B, còn đây là cái còi 70A. Cái còi này thì cái công suất tới 110 decibel, còn cái còi này là công suất là 85 decibel. Đấy. Quá lớn luôn, cái 70B này nó lớn mà để ngoài trời. Cái này mà cắm một khố cái là điếc lỗ tai luôn á. Lớn lắm, 110 decibel phải không? Yeah. Lớn lắm luôn. Thì trước tiên bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho cái trung tâm. Rồi cái này ha, thì cái chị mua sản phẩm á, trong khi chờ đợi cho cái bộ này nó đang khởi động, thì mình sẽ nói về cái còi 70A với còi 70B. Thì trên mỗi sản phẩm các chị thấy đều có tem chống hàng giả của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an nè, có chữ Bicotech và cá sinh, tem màu xanh lá mạ. Đấy, bên cạnh thì có tem nhãn phụ, nhãn hiệu cũng như là phần mã vạch để truy xuất nguồn gốc xuất xứ. Và tương tự như vậy thì cái còi 70B. Còi 70B thì với công suất nó lớn hơn, nó hỗ trợ cho chúng ta, đây là cái đèn chớp bên đây. Khi báo động thì cái đèn nó chớp lên, và cái phần loa còi bên đây rất là lớn ha, có thể hú rất là đinh tai nhức óc. Đấy, đây là cái phần mã vạch. Phần mã vạch của thiết bị ha. Đó. Rồi với cái còi này thì trước tiên mình sẽ ép cái còi nhỏ trước đi ha. Thì để ép cái còi này vô thì chúng ta bấm cái mã lập trình 6 số 8. Ok. Rồi chúng ta di chuyển phím xuống, chọn cái mục là còi không dây.
Đây còi không dây nhấn OK. Rồi chúng ta chọn cái switch enable nó lên. Thường thì mặc định nó sẽ là disable ha, chúng ta phải enable nó lên. Sau khi enable nó lên thì chúng ta mới bắt đầu là nhập cái mã code đó lại. Giả sử như ở đây cái mã nó là 021. Em đọc em 021. 021 23 23 001 001 xong. OK. Rồi. Lúc này mình đã vừa add xong một cái còi ha. Còi 70A mình đã add vô rồi. Rồi bây giờ khách hỏi là bây giờ tôi muốn add thêm một cái còi bự này nữa. Thì bây giờ đây đâu còn chỗ nữa đâu mà add. Thì nhiệm vụ của chúng ta bây giờ thì chúng ta sẽ set cái code của cái này cho nó giống với cái này. Thì bây giờ set thì sao? Thì với cái còi này thì nó sẽ cho phép chúng ta mình set cái code ha. Bây giờ mình sẽ mở cái này ra. Cái code này sẽ nằm bên trong cái tủ này. Đó, bí mật là nằm bên trong. Mình phải mở cái bí mật này ra. Sau đó mình dỡ cái nắp này ra ha. Đấy, mình tách ra luôn. Đây là hai cái phần, đây là cái phần đèn giả quang ha. Còn bên đây là cái phần trung tâm của cái còi 70B. Đó, cái còi 70B các anh chị thấy quan sát, đây là cái còi với công suất là 110 decibel. Đây là nó hỗ trợ cho chúng ta là cái pin sạc dự phòng ha. Đấy. Bên đây thì các anh chị thấy có cục biến thế luôn nè. Hỗ trợ cục biến thế luôn. Và đây là cái phần men chính ha, đây nó có một cái damper. Rồi. Đó. Bên đây là cái damper, còn cái phần mà chúng ta đáng quan tâm á, đây là cái phần mã code như chỗ này. Đây là cái phần mã code. Đây. Thì các anh chị thấy nhìn ở đây. Nhìn ở đây các anh chị thấy bên cạnh nó có số 1, số 3, số 0. Thấy không? Cái góc bên đây nè có số 1, số 3, số 0. Thì nhiệm vụ của chúng ta là sao? Chúng ta sẽ cắm lại những cái jumper này. Jumper này nè cho nó giống với lại cái mã code bên đây. Đó, cắm lại jumper. Ở đây giả sử đây mặc định nó đang ghi cái mã ở đây á, hay mình đọc đó là 31 0 31 0 0 13 ha. 31 0 0 0 133. Nó là 8 số nha các anh chị. Thì bây giờ của thằng này bên đây là 021 22 23 001. Thì bây giờ mình sẽ rút những cái chân này ra. Mình rút cái chân này ra, mình cắm lại cho nó giống cái này. Sau khi mình cắm lại dưới xong thì hai thằng này nó sẽ là cùng một mã code giống nhau. Khi đó chúng ta chỉ cần add một cái mã code của cái này vô đây thôi thì là ngay lập tức cái này nó sẽ hoạt động luôn. Đó, thấy chưa? Hay không? Nó đơn giản thôi mà nhiều khi mình không biết thì mình không biết thì mình sẽ không biết làm cách nào. Còn bên đây thì cái này rất là hay là nó chuẩn bị cho chúng ta luôn một cái pin sạc dự phòng. Đấy. Cái pin này là pin sạc ha. Thì chúng ta tìm trên đây nó sẽ có một cái vị trí là chữ battery. Battery nè, chúng ta có thể cắm cái battery vào đây. Nè. Đó thấy không? Bây giờ trước tiên mình sẽ thử ép cái còi này trước ha, để xem cái âm lượng của cái còi này nó hú lớn cái nào. Thì bây giờ mình sẽ cấp nguồn vô đây. Bây giờ mình thoát ra nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử mình bấm thử coi cái âm lượng này nó hú lớn cái nào. Xong rồi mình sẽ thử cái còi bên đây. Vâng, cái còi 70A các anh chị thấy ép rất là dễ dàng đúng không? Thì cái âm lượng đó mới là chỉ là có 85 decibel thôi. Bây giờ mình sẽ thử ép một cái còi với công suất lớn hơn là 110 decibel ha. Rồi bây giờ mình sẽ rút cái điện này ra nha. Rút cái này ra. Rồi tương tự như vậy mình sẽ lấy lại ha, mang nhập lại cái mã 668. OK, và chúng ta sẽ di chuyển xuống cái mục còi không dây. Rồi OK. Rồi cái mã bên đây là gì? Cái mã bên đây giờ mình đọc nó là 331 000
133 31 000 133. Ok. Rồi ha. Bây giờ mình sẽ thử mình test cái còi đây nha. Bây giờ mình thử mình test cái còi. Bây giờ mình bấm thử cái nút này nha. Lớn không các anh chị? Lớn. Cái này là lớn tuyệt vời luôn. Cái này là lớn, có thể nói là đít tay luôn á. À, cái còi này thì chúng ta nên lắp đặt, chúng ta hướng nó ra ngoài trời vì cái công suất nó rất là lớn ha. À, so với cái còi 70 b rồi đó. Bây giờ mình ép test lại cái nữa nha, mình test lại xem cái công suất nó lớn thế nào cho các anh chị em xem nha. Đấy, sau khi mình đã ép cái mã code vào, bây giờ mình sẽ bấm thử cái còi cho nó hú lớn rồi mình test lại nha. Nó rất là lớn. À, các anh chị thấy với cái âm lượng lớn như vậy là đã đủ có thể là xua đuổi được cái chậm rồi đó. Theo anh thấy là nếu xua đuổi được cái chậm rồi. À, trong trường hợp như nhà mình là cái cơ sở mình là cái nhà máy mà các anh chị mua cái không gian nó rất là rộng, các anh chị muốn ép thêm nhiều cái còi như thế này nữa thì rất là đơn giản như cách mình vừa hướng dẫn ha các chị ha. Với cái cách như vậy thì chúng ta có thể ép được rất là nhiều cái còi trên một cái trung tâm ha. À, rất là đơn giản đó. Vâng, thì mình vừa giới thiệu cho các anh chị, chia sẻ cho các anh chị là cách ép cái còi, nhiều cái còi trên một cái trung tâm báo động Vivotech 8300 GTM. Đó, thì theo mình đánh giá thì cái còi hoạt động rất là nhạy, công suất rất là lớn, khoảng 110 dB. Thì các anh chị thông qua cái video này, các anh chị có thể tự tay mình lắp đặt cái còi báo động cho nhà mình ha. Vâng, mình xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi.